Theo đó, thống nhất dừng hoạt động các chốt kiểm soát liên tỉnh phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng kể từ 6 giờ ngày 27 tháng 12 năm 2021. Giao Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố chủ trì phối hợp với Công an tỉnh thu hồi, cất giữ, bảo quản tài sản thuộc các chốt kiểm soát trên địa bàn quản lý. Sẵn sàng sử dụng khi cần thiết, hoàn trả lại nguyên trạng vị trí đóng chốt và thanh toán các chi phí phát sinh cho các hộ dân hoặc cơ sở mượn lập chốt nếu có. Các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan đơn vị liên quan tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm, kịp thời, đầy đủ trách nhiệm và hiệu quả chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác phòng chống dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 128 ngày 11 tháng 10 2021 của Chính phủ và quyết định số 2563 ngày 15 tháng 10 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về quy định tạm thời đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Tăng cường công tác tuyên truyền để mọi người dân tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, nhất là khi đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19, tiếp tục tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo nguyên tắc 5K, vaccine, thuốc điều trị, công nghệ, ý thức người dân. Mỗi người dân, gia đình, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tự xét nghiệm, theo dõi sức khỏe theo hướng dẫn của ngành y tế. Khi có trường hợp tự xét nghiệm dương tính hoặc có các biểu hiện nghi mắc COVID-19, thì báo cho y tế địa phương để kịp hỗ trợ, cách ly, điều trị theo quy định. Sở Y tế chủ động sắp xếp việc tiếp nhận và tổ chức thu dung, điều trị cho bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh, đảm bảo hợp lý, không để quá tải cục bộ tại các cơ sở thu dung, điều trị trên địa bàn tỉnh. Ra soát chủ động tăng cường năng lực hệ thống y tế ở tất cả các tuyến, có kế hoạch rõ ràng với các kịch bản cụ thể, không để bị động. Tuyệt đối không để tình trạng người dân xét nghiệm có kết quả dương tính mà không tiếp cận được dịch vụ y tế, không được cấp phát thuốc, không được quản lý, theo dõi sức khỏe. Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục chủ động triển khai các biện pháp theo dõi, quản lý dịch bệnh COVID-19 ngay tại cơ sở, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn quản lý. Không được áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trái với các quy định hiện hành của Chính phủ, Bộ Y tế. Ủy ban Nhân dân tỉnh, trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền giải quyết, kịp thời báo cáo Sở Y tế, Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh để tổng hợp, đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định.